con? Dạ không. Thôi được rồi, để thách thôi. Hôm nay là gần tới Trung Thu, mình thấy Đại Thánh đang chuẩn bị làm lồng đèn cho các em nhỏ nha các bạn. Xin chào Đại Thánh nha. Chào các bạn. Đại Thánh đang làm lồng đèn cho các em nhỏ nha Đại Thánh. Hôm nay Đại Thánh đã cho làm lồng đèn cho các em nhỏ nghèo. Ủa sao người ta mua, sao Đại Thánh không mua mà Đại Thánh làm cho cực khổ vậy? Làm ngôi sao nè, làm bằng lon nè, đúng không Đại Thánh? Đúng rồi. Còn bây giờ đa số là người ta bán những cái lồng đèn mà có bà xài bằng pin. Mình thấy không có ý nghĩa bằng cái lồng đèn của mình làm tự tay làm ra. Wow, đẹp thế ghê các bạn ơi. Cái lồng đèn của Đại Thánh làm nè các bạn. Đại Thánh khéo tay nha. Wow, hai cái lồng đèn đẹp cho các bạn. Đừng có
nó rất là mỏng manh đó đại Thánh, nó rất là đốt, khi đốt đèn cày vô á, đèn nó dễ bị cháy và cây nó rất là dễ gãy. Đúng rồi, đâu có đem, đâu có chắc đâu, ta làm bán mà, làm bán thì làm đâu có à. Cái lồng đèn của đại Thánh nhìn coi chắc chắn quá các bạn ơi, thì rất là đẹp, có dây chì, dây thun, băng keo hai mặt. Ở đại Thánh ơi, cho em hỏi là hồi xưa em nhớ là làm lồng đèn người ta sử dụng hồ đúng không, đúng không đại Thánh? Đúng rồi, giờ còn giờ thì lại bây giờ ta có băng keo hai mặt các bạn, chỉ dán vô rất là tiện lợi nha các bạn, rất nhanh đơn giản, hồi xưa nhiều băng keo hai mặt làm rất là tiện lợi nha các bạn. Hồi xưa mình nhớ là mình cũng đã từng làm lồng đèn ngôi sao, tét hồ dính tùm lum hết trơn các bạn ơi, rất là cực. Bạn thấy là đấu thun làm đẹp không? Wow, rất là đẹp, rất là đẹp. Làm này có lâu không đại Thánh? Nhanh, nhanh lắm. Đẹp quá, lồng đèn của đại Thánh làm đẹp hơn và rất là chắc chắn hơn lồng đèn ở ngoài chợ nha các bạn. Các em nhỏ thun thun mà chúng ta tự tay mình làm một cái lồng đèn chơi trung thu rất là có ý nghĩa. Mỗi dịp Tết mình lại á, lồng đèn mình tự làm mình chơi rất là vui. Đúng rồi, em thấy như vậy á. Chắc chắn nữa. Hôm ta bán chợ á thì nó làm rất là đơn giản, rất là dễ hư lắm, dễ bị cháy. Còn chụp cực quá là chừng nửa tiếng là tôi các bạn làm được một cái lồng đèn này là đẹp này. Giờ mình ráp lại hết đại Thánh. Thánh tự tay làm luôn các bạn. Một mình đại Thánh. Thánh làm rất là nhiều lồng đèn. Màu đỏ, màu vàng. Thánh tỉ mỉ gọt từng cái một cái khung rồi các bạn. Đại Thánh ơi, đại Thánh cho em hỏi là trung thu năm nay có gì mới không so với trung thu năm rồi không đại Thánh? Năm nay mình đại Thánh sẽ tổ chức cho mấy em nhỏ chơi cắm trại ban đêm. Wow. Và cuộc thi nhỏ sẽ đi cầm đồng này đi chơi. À, là đại Thánh sẽ tổ chức là cắm trại nho nhỏ ban vào ban đêm. Đúng rồi. Và, tại vì lễ trung thu là còn cho các em nhỏ vui chơi mà. Mình phải làm sao mà cho mấy em nhỏ nó cảm giác thấy vui. Tại một năm mình có chỉ có một lần một rồi. Dạ, em hiểu rồi, em nghe đại Thánh nói em rất hào hứng. Rốt luôn. Nói vậy mình chỉ mình cuộc sơ sơ à, mình cuộc nha. Bây giờ mình sẽ ráp lại hai cái ngôi sao lại hay gì đại Thánh? Đúng rồi. Mình cuộn cái thun mình ráp vô. Mình ráp hai cái ngôi sao lại thành một cái lồng đèn. Đẹp chưa? Công phu ghê các bạn ơi. Đại Thánh đang buộc cái thun lại các bạn. Đại Thánh buộc cái thun mấy cái đầu của ngôi sao lại. Thank you.
Thank you.
Bạn thích video này hãy nhấn like và đăng ký nhé các bạn. Bye bye.